Trời ơi. Bình thường thấy máy quay là hung vậy đó chứ không có máy quay là cành anh dữ lắm. Ăn hoài mất công có tiền bạc. Rồi bà đi đâu đi mày đến nhà mày làm đi, làm ăn đi. Rồi bà chị Dảo nó thôi ráng làm đi rồi mày. Mẹ ơi cái gì mà mẹ ơi. Cứ vậy nội già cứ vợ cháu nội, cháu nội hai ba đứa rồi cứ vợ gì nữa bà ơi. Rồi bye bye. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì ở chia sẻ clip này á thì Bùi Hồ cũng sẽ chia sẻ về cái cuộc sống của Nhung hiện tại và chắc có lẽ là ở trong tương lai. Thì anh nghe được rằng là hiện nay thì em đang nghỉ bán số là 2 ngày hả Nhung? Dạ đúng rồi. Ừ. Thì hôm ngày thì cái cuộc sống của mình với lại ba của mình ở trong cái ngôi nhà đó thì nghỉ bán số vậy thì mình có bé nó có khỏe hơn không? Nó có ngoan hơn không? Dạ có khỏe, ngoan, bữa nay giỡn vậy đó. Dạ hả? Dạ. Hồng Ngọc bé đó Hồng Châu. Hồng Châu bé Hồng Châu thì mấy ngày nay có gỡ cho người khác không? Dạ không, ở em nhà ở em nhà. Giữ luôn. Em chăm luôn. Dạ. Ồ giỏi ha, ở gần mẹ chắc vui lắm. Ok nó hôn em nữa kìa. Ở gần mẹ mà, ở gần mẹ với ở gần ông nội thì vui hơn. Sao bây giờ là tôi nằm ngủ đây không là bánh bao đồ đường bao nội bao ông nội bao. Ôi vậy hả? Mua đó ăn ăn bữa đạo gì ngủ đó nội bao bao nội mà giao thuốc chứ đây ngủ có nghe đâu. Rồi ông nội có đi ra mua không? Rồi xe bánh bao chạy tới đây mua cho nó cái rồi ngồi ăn vậy. Nội bao một thời lắm thương có nhiêu. À, thật ra thì hôm nay là gia đình cũng có cái chuyện buồn nhưng mà thấy khi mà bé Nhung ở nhà như thế này nè thì Hồng Châu với lại Hồng Ngọc lại vui hơn. Và đặc biệt là bé Hồng Ngọc thì không có còn cái tình trạng là chịu sương chịu gió chịu mưa nắng cùng mẹ mà lúc mà cái tuổi còn rất là nhỏ thì cái việc thứ hai là em đang làm găng lại hả Nhung? Dạ đúng rồi. Dạ hả? Dạ. Đâu em cười lên cho mọi người xem cái. Ôi trời ơi. Nhỏ tuổi mà găng hư hết rồi. Dạ. Cũng ra sớm á, lúc xanh á. À, em đâu biết đâu. À đâu ai chỉ đâu đúng không? Dạ không. Rồi làm mấy cái găng? Dạ làm 5 cây. Lúc đầu em tưởng là 2 cây mà vô cho ta khám là 5 cây. Ừ hết 5 cây. Dạ. À rồi bao nhiêu tiền Nhung? Dạ 1 triệu rưỡi một cây. 1 triệu rưỡi một cây. Dạ. 5 cây là 7 triệu rưỡi hả? Dạ. Này có Mạnh Thường Quân tài trợ hả anh Nguyên? Dạ. Là anh có thể nói cho anh em là Mạnh Thường Quân ai á? Mai Lê vừa rồi cũng ủng hộ cho em Nhung á, vừa rồi đó cũng 400 đô Úc. Sau nữa thấy cái hàm răng của em Nhung đó, chị cũng có liên hệ với Nguyễn Giang ủng hộ cho em Nhung tiếp tục nữa là 400 đô Úc nữa. Và thêm cái anh ở Thụy Điển dấu tên nữa cũng 5 triệu mốt 100 ngàn. Tổng số tiền lại 11 triệu 100 ngàn đồng cho em Nhung để mình làm răng. Sau đó em mua chiếc xe để cho em Nhung để con. Cái xe mình sẽ đẩy á hộp. Xe cho em bé tập đi gì? Đúng không? Cái xe mà đẩy... xe nôi. À xe để bé Nhung đẩy đó. À mà xe nôi. Ngoài đó, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Hôm gài thì Mạnh Thường Quân cho mình tặng mình cũng khá khá thôi Nhung. Dạ đúng rồi. À được nhiêu rồi em có thể chia sẻ với mọi người không? Dạ em gửi dì Năm được đâu 30 triệu. 30 triệu. Dạ. À. Rồi được tặng thêm tiền dạ còn tặng thêm tiền em giữ ở đây để mua sữa cho bé. Dạ, tiền mặt là bao nhiêu? Tiền mặt là cũng cỡ 8 triệu. Là 38 triệu. Dạ. Chưa cỡ tiền làm găng dưới mua xe nôi nó cũng khoảng 50-60 triệu rồi. Thôi bây giờ 30 triệu đó mình chưa xài á thì mình có thể nhờ anh Nguyễn mình làm một cái sổ tiết kiệm của ngân hàng. Đừng nữa nói anh Nguyễn làm giùm anh Nguyễn làm cho bé Trang đó. Dạ. Thì thôi làm sổ tiết kiệm thì nó gỡ đó nó có lâu lâu cũng có lãi nhưng mà ít. Nhưng mà nó an toàn mình không có rút ra rút vô. Dạ. Nó giữ đó để sau này còn chăm sóc cho bé nữa. Chú thấy sao? Dạ không biết con nó này nó làm như làm tôi không có ý kiến gì đứa nó. Tại có chú không quan tâm tới chú làm chú mưu sinh luôn. Dạ. Ai cho chú thì chú nhận thôi còn cho bé Nhung thì bé Nhung giờ tự giữ để chăm con. Dạ. Ồ, chú tốt như ta. Còn sức khỏe là còn lao động thôi chú ha. Không được mình lo nó không được là mình lo cho nó không được mà không có nó là mình lấy mình xài mình coi sao coi được. Dạ. Cũng cả nào cũng ráng làm chứ. Hay á. Dạ.
À, làm ngày được nhiêu ăn nhiêu. Dạ. Dạ, còn tiền cơm cá là chú lo hết hả? Chú mệt có bữa nào mà chảy có tiền á thì hai cho con mua phá nấu 30 ngàn cho con ăn, còn không có tiền thì tiền ít thì qua chợ mua 4 cá chừng 30 ngàn, 5 ngàn, 30 ngàn. Chiên. Rồi nó là thích ăn chiên, tôi khoái ăn kho. Nó chiên hai con, còn hai con kho rồi. Cái gì vậy ba? Mấy con thấy làm bấm vui ghê. Đây là nhà anh Nguyễn, chừng nữa làm cho bé Nhung giống như bé Trang đó, sổ tiết kiệm đi. Chịu không Nhung? Để chịu. Ừ. Thì hổng gài là bé là uống sữa, bé Hồng Châu, Hồng Ngọc này là uống sữa. Dạ, sữa pha. Sữa pha, sữa hộp ha. Dạ. Sữa hộp, nhìn thấy khác không? À. Khác. Nó uống mà để mà cái viên thuốc tiêu mà thuốc cóm á, nó nhỏ là nó hay ốc á. Không quan quá. Nhiều khi anh chị á, người ta cũng hay nói là như ở bú uống sữa bịt mình á. Dạ. Bé không tốt. Dạ. Sơ sinh á, nó sẽ bón. Cái đường ruột. Đường ruột nữa nè. Bú sữa đó mỗi lần mà nó gặn mà đi ỉa một cái ông ở đây nó ăn sâu mà ông đứt ruột ra đó. Mỗi lần đi vệ sinh mà chảy máu luôn. Mỗi đi khám mà uống thuốc cũng không hết nữa. Nhưng mà sữa pha cho nó thì nó không chịu uống, từ đó tới giờ luôn, lúc mới đẻ tới giờ chỉ muốn sữa mẹ với sữa tươi thôi. Rồi ổng gai mình nghĩ là do có một cái mạnh thường quân là hỗ trợ cho mình. Mỗi tháng là nhiêu em có thể chia sẻ? Dạ, mỗi tháng là 6 triệu, mà hôm bữa gì đó Dĩ nói là 10 ngày Dĩ sẽ đưa cho em 2 triệu. Tại vì chắc gì đó là muốn cho em trang trải cái cuộc sống hàng ngày đó, 10 ngày hết rồi đưa thêm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Để cho em mua sữa nuôi cho bé Hồng Châu với Hồng Ngọc. Dạ. Ừ. Rồi gì đó gửi trước 2 triệu rồi. Dạ. Rồi mình sẽ nghỉ ở nhà mình chăm con. Dạ. 2 triệu thì mỗi tháng 6 triệu thì chi phí sinh hoạt sữa sùng thì cũng đủ ha. Dạ, đúng rồi. Cũng nói chung là cũng có phước, cũng có duyên lành để đến với cái em. Thì không ai nghĩ ở nhà thấy khỏe hơn đi bán không? Dạ, khỏe hơn. Vậy hả? Dạ. Em mỗi lần đi bán ngẫm đó là về đó, giấc chiều là mỏi tay lắm. Dưới đuối trong người. Đúng rồi. Dạ. Bé ở nhà thì bé năng động hơn là lúc mà đi bán không? Em bán không? Dạ, năng động hơn. Tại uống sữa em... nhiều hơn không? Dạ, uống nhiều hơn. Đây là nhìn kìa, nay nhìn mặt bầu bảnh ha. Nhìn thấy mặt... mỗi ngày mỗi tươi ha. Mấy người con á, nhất là bé Hồng Châu nè. Ô, mặt đỏ đỏ nhìn đẹp gái ghê á. Kìa mặt dạ, con. Chứ gặp mình nhát lắm. Giờ hiện tại giờ quen rồi. Tại vì xa mẹ tối, mẹ chiều tối mẹ với ông nội mới về mà. Gửi cho người lạ không mà. Trời ơi, thương em lắm sao mà hung dữ vậy. Đến cái thời điểm bây giờ mình có nghĩ rằng là mình đã lại được Mạnh Thường Quân giúp đỡ nhiều đến như vậy không Nhung? Dạ, có. Chắc là... Không, trước đây mình có nghĩ rằng là mình sẽ được rất là nhiều người, cô chú anh chị là người lạ mặt mà giúp đỡ mình như vậy không? Dạ không, trước đây em không có nghĩ. À. Dạ. Nhằm khi lúc trước chưa Mạnh Thường Quân chưa giúp đỡ em thì em ẩm đi bán thì cũng có cô chú thấy khách đi đường nó thấy tội nghiệp thì có cho tiền em thì có. Cho tiền mua sữa cho bé thì có. Còn số người nói bé Nhung là đem bé ra đi kiếm tiền. Chăm dắt em bé. Chắc là không biết cái hoàn cảnh bé Nhung là như thế nào. Nhưng mà mình cũng mơ, mình cũng không nghĩ là mình được giúp được cái số tiền lớn vậy đúng không? Dạ. Em có muốn nói lời nào với lại Mạnh Thường Quân không? Dạ, em muốn gửi lời cảm ơn với biết ơn tới các Mạnh Thường Quân mà đã theo dõi, quan tâm cho em suốt thời gian qua. Em cảm ơn rất nhiều, em không biết nói gì hơn. Rồi, có hứa gì với cô chú Mạnh Quân không? Dạ. Có hứa làm sao không? Sống lạc quan. Dạ, sao? Có. Em hứa là sống lạc quan vui vẻ để có sức khỏe lo cho hai đứa con của em. À, nói chung là bây giờ nhìn đến cái thời điểm này đó, nhìn thấy mặc dù khó khăn thì vẫn có khó khăn, vẫn còn đó những cái nỗi lo trong cái cuộc sống, mà tương lai của hai bé còn khoảng thời gian rất là dài về cái việc ăn học nè,
về cái việc gửi nhà trẻ để em đi làm nè. Và anh cũng mong muốn rằng khi mà có cô bác giúp đỡ thì bé đến tuổi thì em khi nếu như mà em có muốn đi làm á thì em gửi bé em đi bán để cho bé đỡ cái tình trạng là mưa nắng á. Thì để cho bé có phát triển cái thể chất tốt nhất. Thì hiện nay thì cô bác với anh chị cũng gửi cho em được một cái số vốn để làm ăn. Thêm lại với cái phần cô chị gì đó để hỗ trợ phần sữa cho em để em sinh sống trong ba mấy tháng ta? Dạ 4 tháng. 4 tháng, 4 tháng tiếp theo. Hiện nay là bé này được 2 tháng đúng không? Dạ. Là 6 tháng. Thì anh cũng sẽ thường xuyên quay về cập nhật cái tình hình của em cho cô bác quý anh chị xem để cho biết sự phát triển từ từ đi lên của gia đình của mình cũng như là của chú, sức khỏe của chú nữa. Cũng như có khó khăn gì thì em sẽ quay lại hỗ trợ. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì đối với bản thân của riêng của Bùi Hồ thì cảm thấy là bé Nhung cũng được hỗ trợ ổn định rồi. Cũng có một cái chi phí để mà làm ăn. Thì Bùi Hồ xin ngưng, kênh Bùi Hồ xin ngưng nhận tiền để hỗ trợ cái hoàn cảnh của bé Nhung. Thì cũng sẽ thường xuyên cập nhật cái tình hình của mấy mẹ con, cô chú cho cô bác quý anh chị thấy. Cũng như những cái bé rất là trẻ dại như thế này nè. Để cho các bé phát triển nha, cô bác quý anh chị xem để có một cái niềm vui, một cái động lực gì đó trong cái cuộc sống. Thật ra thì ai cũng có một cái khó khăn nhất định mà. Quan trọng là mình sẽ vượt qua được cái khó khăn đó như thế nào. Và khi mà vượt qua thì mình sẽ làm lại một cái cuộc sống mới nó như thế nào. Thì thôi, ở bây giờ ở nhà là cứ nấu cơm ăn rồi chăm cho bé phát triển tốt. Ví dụ sau này mình có một cái việc gì đó, mình có thể học một cái nghề gì đó, mình không đi bán cái số mưa nắng nữa. Cái tuổi mà con gái không lẽ đi bán cái số từ nhỏ đến lớn luôn. Em có dự định là nghĩ là mình sẽ làm cái công việc gì không? Dạ em định xin là làm công ty chung với bạn em. Làm cái gì, công ty gì không? Dạ công ty giày á. Thì em gỡ bé được thì mình đi làm công ty hoặc là mình đi học làm đẹp hay là gì đó. Dạ. Có thích học nghề gì không ta? Dạ lúc trước thì em cũng có học nhưng mà cỡ một tháng là em nghỉ. Sao vậy? Tại vì kiểu như là em biết sao bà em kêu em nghỉ. À, lúc đó em học nghề gì? Nghề cũng bên trang điểm á. Nghề làm đẹp á. Em đam mê nghề đó không mà không có tiền học phí hay sao? Trang điểm với làm móng. Mà em có thích cái nghề đó không hay là em học thì mưu sinh thôi? Dạ em cũng thích nghề đó. Mà không có tiền học thì sao? Dạ. Lúc đó em học là bao nhiêu tuổi? Lúc đó em học em cũng cỡ 14 tuổi. Cái tuổi đó thì nó chưa chững chạc lắm để mà mình học được cái nghề. Bây giờ thì ví dụ như 6 tháng sau mà em có một cái nghề nào em học được á thì thấy nó hay hơn. Nó chững chạc đến 20 tuổi rồi đó. Em gái em có thể là gội đầu hoặc là làm nail gì đó cho phụ nữ á. Thì anh thấy cái nghề đó cũng rất là thịnh. Lúc đầu mình không có tiền thì mình làm công. Mình ăn chia với lại người chủ. Mình học và thi công á. Thì sau đó người ta sẽ trả lương cho mình. Mình phát triển với một cái nghề nào đó phù hợp với lại cái năng lực của mình hơn. Tại vì lúc đó em học nghề bà em kêu em nghĩ là tại em làm kêu qua cửa hàng làm cho bà chủ đó. Tại bà chủ đó là bạn của bà Tư em. Cửa hàng điện máy. Rồi quên anh hỏi cái này nữa coi. Dạ. Là hổng ngày có thăm chồng mình không? Dạ hổng ngày dạ có. Dạ. Rồi chồng có cho chồng hay là mình được giúp đỡ vậy không? Dạ không cho hay được. Tại chồng chưa ra tò. Không được gặp mặt. Không chỉ được gửi đồ ăn thôi. À. Dạ. Vậy là chồng vẫn chưa biết gì về cái cuộc sống em ngoài này. Dạ. À khi nào mới ra tò? Dạ chắc cỡ 3 tháng sau. 3 tháng nữa. Dạ. Lúc đó em nói là chồng em là cái việc mà gây rối trật tự xã hội đúng không? Dạ. Ok, nhận mặt anh Nguyễn. Bạn trai với bạn gái anh. Giống như con của bé Trang á thì trời xanh trời dưỡng mà. Những cái hoàn cảnh khó khăn thì cái bé nó biết ngoan hiền ít cái kiểu là
bệnh vậy á. Ờ trời ơi. Bình thường thấy máy quay là hung vậy đó chứ ở nhà không có máy quay là cành anh dữ lắm. Ồ vậy hả? Đời ổng không à. Ở trời ba lớn mà biết 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 ra dẻ quá. Dễ thương lắm. Rồi dành với em hả Nhung? Dành với em. Dạ. Dạo này tối có khóc đêm nữa không? Dạ không. Dạo này bé ngủ ngoan. Vậy hả? Dạ. Mua đồ gì ăn dinh dưỡng rồi vô để mà cho nó có sức khỏe để chăm con. Dạ. Trời ơi. À, vài bữa nữa là mua xe nôi. Dạ. À, rồi chứ khi nào làm găng? Dạ anh ta hẹn là chiều nay. Chiều nay hả? Chiều nay. À. Đâu mỏi đổ ướt. Rồi chuẩn bị là ăn. Một thiếu nữ xinh đẹp không để còn cầm găng xuống. Nhìn dễ thương lắm, nhìn gia đình dễ thương. Chú có muốn nói lời nào với lại mạnh thường quân không? Nói sao vậy? Cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho con dâu mà có sữa sùng cho con dâu nó không bán vé số. Cảm ơn mạnh thường quân. Cảm ơn. Dạ. Ở quên nữa, con hỏi anh này có vấn đề tới vậy, hỏi thiệt chú ha. Vậy là vợ của chú bỏ đi theo một người khác đúng không? Dạ. Có một người bình luận bỏ đi theo một người khác rồi bỏ chú luôn. Dạ. Chứ không phải là tự nhiên bỏ đi đúng không? Dạ. Nên là nữ chú không nhắc đến cái chuyện đó nữa. Nhắc tới làm gì? Người đi rồi giờ bắt giữ cái nào cũng phải đi rồi. Giữ là mất công lắm. Có một người nói với con vậy á. Dạ. Nói thấy chú mà tội nghiệp cho chú. Dạ. Chú không có dám nói ra. Chú không có dám kêu về là lý do chú vẫn còn tuổi thân thì nên chú không có nói ra không? Cái này con nghe nói được có nhiều chuyện tí. Dạ. Nói chú kể xe. Con nghe mấy. Bánh xe cho nó, ông khuyên là mày cố gắng mà làm đi. Mày nghĩ tới mày bệnh hoạn hoài, mất công có tiền bạc. Cái bà đi đâu đi, mày cứ ở nhà mà làm đi, làm ăn đi. Rồi bà chị Dạo nó thôi, ráng làm đi. Mẹ ơi, cái gì mà mẹ ơi. Cứ vợ, nội già, cứ vợ, cháu nội hai ba đứa, cứ vợ gì nữa bà ơi. Bà nói ráng làm đi, rồi tao coi thế nào được rồi tao làm mai cho mày. Bà chị vợ có khuyên lại á. Chị vợ mà kêu vậy luôn hả? Dạ, kêu vậy luôn á. Trời ơi. Nói thôi ráng làm hai cha con ở nhà với mấy cậu mày hổ hỉ đi. Rồi có gì chị không bỏ mày đâu. Rồi có thiếu thốn gì mày nói chị giúp đỡ cho. Rồi chị vợ á. Mỗi bà dậy giờ giấc trưa mà chạy xe khách bà bỏ nó. Rồi nấu cơm bà điện gieo 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 ăn không ăn bà dặn nữa. Nấu cơm nó giấc trưa đó mùa 1, mùa 2 giờ trưa nè. Mình đi bà bỏ nó sáng bà điện nó trưa bà ăn cơm nó nè em có khách thì em ghé em ăn. Mà không có khách thì em ở bên đây em qua cơm tương em xin miếng tương cơm vợ em ăn nó mày ăn vậy sao có dinh dưỡng mày mập mày sao sống được chứ ơi. Mà con thấy gì nè, con thấy là gia đình mình có một cái sự chồng chéo gì đó nó lạ lạ lắm. Ví dụ Nhung chồng đi tù lại ở chung với chú được chú thương yêu, còn chú thì vợ bỏ đi thì chị vợ của chú lại thương yêu chú. Vợ nói chung bên cháu vợ mọi người thương hết mọi. Mà đứa tao vợ nó cũng không có tiền tóc dài với hổm gì đó. Rồi ngốc lấy mượn lấy 100 ngàn đi hết tóc đi. Rồi nhỏ cháu con của bà chị Năm á thương lắm, mấy đứa là không thương chứ. Rồi con của anh hai, rồi con của anh hai, rồi con của anh ba, rồi con của chị Tư. Con của là con chị Năm, con người thứ sáu, ai không thương chứ. Mấy đứa cháu mà bự chứ có chồng với vợ chứ rồi. Mà thương dữ dằn lắm, sao nữa. Tại thấy chú hiện gì? Dạ. Mà giờ không mít lòng bên vợ gì á. Chú biết đi chạy xe rồi đó, ở bên vợ cũng vậy đó. Thì chạy dài rồi lúc trước rồi cá khúc đã ăn sao, ăn sao, hai chồng ăn sao. Còn ăn trước rồi là đất của ông già vợ ông nó, mấy đứa này lớn nữa là không có nạn chứ rồi. Rồi còn miếng đất này có ba còn sống rồi, tao cho ông Phương nó khúc sau 7 thước. Trước 8 thước còn lại với vợ nó. Là hiện giờ cái nhà hiện giờ đó. Rồi khúc đất ăn sao hiện giờ hồi đó cũng có mượn bà chị vợ bà uống xứ nợ bà mới bán nè ông già vợ hồi giờ bà bán chứ đi ăn hai chị em về ở ăn nhiều ở nhiều hai chị em mới tới tốt ở rồi mới nhỏ mà con quả hai đứa nó lớn lên rồi ở đâu đủ rồi tôi vợ mới ra ở riêng đi muốn nhà ở hỏi xong rồi lúc đó cái nhà này bà già bắt cắt rồi bà kêu vợ tiếp nó trời con có biết gì đâu vậy bà cắt xong rồi bà kêu về rồi hai vợ chồng mới về ở tới giờ luôn ở 18 năm rồi. Vậy ở nhà là 18 năm đó. Mà con hỏi chú cái này ha. Dạ. Ngày mà
Vợ của chú bỏ đi theo một người đàn ông khác á. Thì lúc đó chú có biết trước là vợ của chú đã có người tình khác không? Không, không có biết. Không biết luôn. Dạ. Chú biết đi theo người tình đó là ai không? Không luôn. Không. Dạ. Tại vì lúc mà hai vợ chồng sinh sống hồi đó tôi cũng có hai cự lắm. Mà tôi tức là nó đồ đạp em đốt, nó đổ nó đuổi nó không đi nữa. Rồi sau đầu tiên nó không khai tôi mắc não hồi đó tôi đi. Đi thời gian thì tôi giờ tôi dần xiết lại rồi tôi bây giờ mình cột đồ nó rồi gạo mạnh gạo gầm nó ta cho rồi cột nó sợ nó đói nữa. Rồi đêm hỏi mướn đâu nó không trả lại mướn nhà đâu nữa. Là đi tới giờ luôn á. Đến thời điểm này mấy tháng rồi chứ? Đi rồi 26 tháng 2. 8 tháng rồi. Dạ. Nhớ ngày đi luôn. Dạ. Ôi trời ơi. Nặng tình lắm. Nhưng mà con nghe chú chia sẻ là con thấy chú rất là nặng tình với lại cô đúng không? Hiện vẫn còn rất là thương nữa đúng không? Dạ. Đã còn thương hai đứa nhỏ. Có thương con đứa con gái tại vì con trai còn con đứa con gái á, cưng lắm bây giờ. Đi theo mẹ nó giờ còn hai đứa này thương hai đứa này hơn cục vàng. Nhưng mà nhắc lại cái cô thì chú vẫn đang rất là bùi ngùi không chú? Dạ. Buồn lắm. Đi ngồi tới đâu suy nghĩ tức. Ngồi tới đâu suy nghĩ tới đó tức. Ngày hôm nay thì con coi như là một người hiểu được cái tâm trạng của chú và đồng hành cùng chú. Chú có thể nói được cái vấn đề gì thì nói, chú nói cho nhẹ lòng ra để cái nỗi buồn mà mình cứ để ở trong lòng hoài á thì nó sẽ mang sinh ra bệnh. Và thậm chí là con thấy chú là con nghe chú kể rằng là khi mà vợ của chú đi á là chú bệnh liền, chú ngã bệnh từ đó nặng thêm đúng không chú? Có, tại vì lúc mà đi rồi em tức nằm ngủ không được 3 đêm đó. Suy nghĩ hoài, thức 3 đêm vậy đó. Rồi quay ngang bệnh luôn á. Quay ngang là bệnh, có bà cô nhà kế bên. Rồi con Nhung đâu biết chạy xe rồi sao chạy được. Rồi để chị Hai xuống. Chị Ốc Hằng qua điện thấy ai mà xuống mà trả con Khang mình nó thấy nó kỳ lắm rồi. Rồi chị mới thấy vậy, chị trả bóc này vì bảo hiểm của bệnh viện thành phố. Rồi chị sợ chị chuyển thẳng vô bệnh viện lớn luôn. Yeah. Thẳng vô bệnh viện lớn chỗ nằm trong á. Rồi lúc đó là chồng của con nhỏ này ngoài nó nuôi. Rồi nuôi đâu rồi đâu tới mà xuất viện vô hai bịch máu có xuất viện. Chích thuốc đâu ở đâu cũng cả 10 ngày cái xuất viện dài. Dài cái đầu mỗi lần mà đi lấy thuốc á là phải lên bệnh viện thành phố xin giấy chuyển viện, bây giờ trong có thuốc mà thành phố không có thuốc. Lên cho anh khám chứ sao, cái bác sĩ cho anh coi cho cái nhịp tim đập quá đập, cái đầu cho giấy đo điện tim xong mới nói chạy tim người ta đập có 50-70, ông lên tới 170 lần, ông đi nhập viện liền. Cái nó cho viên thuốc lớn à, sĩ cho anh cho viên thuốc lớn uống vô xong vô cho anh biển lầu phẫu thuật xong rồi đẩy xe cấp cứu chạy luôn viện lớn lại. Có nghĩa là gì nè, tóm tắt cái căn bệnh của chú là tâm sinh bệnh, có nghĩa là vì buồn gầu quá người vợ mình bỏ ra đi. Yeah. Mà chú bệnh và đến thời điểm này thì chắc có lẽ là chú đã chia sẻ được phần nào và chú đã nói ra, chú đã giải tỏa được. Còn nguôi ngoai hơn nữa là chú lại có hai cái đứa cháu nội rất là dễ thương. Yeah. Và đặc biệt là người con dâu rất là hiền, biết chăm lo cuộc sống cho chú cũng như là cho hai đứa cháu. Yeah. Thì đó là cũng là một cái niềm an ủi. Yeah. Người đi thì cũng đã đi rồi. Thì chú có nói với con rằng đó là dù cho con muốn đi thì nếu kéo cỡ nào thì người ta vẫn không bao giờ trở lại. Yeah. Nên thôi thì chú quên đi cái chuyện cũ. Và từ hôm nay chú hứa với tụi con cũng như anh Nguyễn Văn Giang cũng như với Đạt á. Yeah. Thì cố gắng làm lại cuộc sống mới. Yeah. Mình không có gia đình nữa thì mình vẫn sống vì con vì cháu. Và vì đứa con dâu của mình cũng rất là hiền. Yeah. Thôi thì lấy cái đó làm niềm vui, mình trang trải lao động cuộc sống qua ngày. Đứa con dâu có hiểu lắm, chiều hỏi ba cái gì hiểu lắm, chiều qua cái gì con đi mua, con mua con cá gì nó thịt gì thì chiên ăn rồi bán chén gạo lên hai cho con ăn húi gì đó, ăn xong là tôi ngã ra tôi ngủ đây nè, tôi nghe của con đó đó, tôi nghe bánh bao gạo chỉ cỡ là nổi bao bắt vậy, đưa 12.000 đưa mua bánh bao ngồi ăn. Nhắc tới là chú lại muốn khóc nữa rồi. Yeah. Thôi thì bỏ qua nhớ, bây giờ chú hứa chú... từ ngày vô máu là nói chuyện hồi tới muốn chảy nước mắt à. Chứ không phải muốn khóc hả? Không, tự nhiên chứ. Nói chuyện hồi nước mắt đã chảy à. Người ta nói là người đàn ông mà ít khi nào rơi nước mắt lắm. Mà một khi đã rơi nước mắt mà cái chuyện đó nó rất là buồn.
không có từ ngày vô máu này tới giờ cũng nói với bà già với chị rồi nói với chị Năm bả nó sao tôi vô máu gì kỳ á mà nó chạy ngồi cái là nước mắt nó chảy à mà máu gì kỳ máu đi phù lùi thấy ghê lắm rồi chứ sao nhập viện phải không mà nó vô chai nước biển người ta vô chai nước biển rút máu rồi cũng đang hay gan vậy đó đang xị à rồi máu thôi bây giờ gì nè chú hứa với con là không buồn nữa không có buồn gì đâu dạ không có buồn gì chứ dạ. Vô tư mới được rồi hôm nay thì con đến đây con quay về cái cuộc sống của chú cũng như là cuộc sống hiện tại và tương lai của bé Nhung cho cô bác của anh chị biết rõ hơn dạ. Cũng như là con thông báo cho cô bác của anh chị về cái kênh của con như vậy đó dạ. Đối với trường hợp của bé Nhung thì một lần nữa thì con xin chúc chú luôn có một cái sức khỏe dồi dào, gắng giữ gìn sức khỏe là chăm lo lao động sống trăm tuổi già với lại con của mình với lại con của mình với lại cháu nội của mình dạ. Rồi Nhung anh chúc em sau khi làm găng á thì có dạ. Một cái nhan sắc tuyệt vời sau này dạ. Có một cái tương lai rạng rỡ và không còn ngẫm con đi bán vé số dạ. Mà người như mọi người đã gieo một cái tiếng rất là kiểu là không hay cho mình dạ. Cho rằng là mình ẵm bé để đi chăn dắt thì anh muốn em sau này để có một cái nghề nào đó dạ. Sau khi làm hầm găng trong khi phát tài lên dạ. Có nghề nào đó học nghề làm việc ổn định rồi mình sẽ nuôi hai con mình cho hai bé đi ăn học em chịu không? Chịu. Em cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em nhiều. Chào dạ. Em. Ôi. Rồi bye bye. 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 Nữa thì và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị và Mạnh Thường Quân đã xem kênh Bùi Hồ đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Rồi chào tạm biệt chú ha. Dạ. Chào em nha Nhung. Chúc dạ. Làm hồng ngăn tốt vài bữa anh sẽ quay ra thăm em lại. Dạ. Cảm ơn kênh anh Nguyễn An Giang và kênh Đã Đạt đã đồng hành cho bé Nhung không những có một cái cuộc sống tốt mà có luôn được cái hàm răng. Sẽ mai mốt biết đâu sau này trở thành thi hoa hậu rồi sao.